Kính chào quý khán thính giả Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi 300 câu giao tiếp đơn giản Video này chúng ta sẽ ghép câu giao tiếp với từ me Me có nghĩa là tôi, là con Trong video này chúng ta lấy danh xưng là con Và từ me sẽ đi sau một động từ Ví dụ như Hãy nghe con Listen to me Listen to me Hãy theo con. Follow me. Follow me. Hãy kể cho con nghe. Tell me. Tell me. Hãy đưa cho con. Give me. Give me. Hãy giúp con. Help me. Help me. Hãy nhìn con. Look at me. Look at me. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại 6 câu giao tiếp đơn giản với từ me. Hãy nghe con. Listen to me. Listen to me. Hãy theo con. Follow me. Follow me. Hãy kể cho con nghe. Tell me. Tell me. Hãy đưa cho con. Give me. Give me. Hãy giúp con. Help me. Help me. Hãy nhìn con. Look at me. Look at me.